Chào chào, bữa nay sao vui quá vậy? Chào đầu bếp Phước Hưng. Chào Hồng Thanh. Phước Hưng biết sao mà Hồng Thanh lại vui như vậy không? Bởi vì mấy hôm nay đi ra ngoài đầu ngõ thấy là mấy bé thiếu nhi cầm những cái chiếc lồng đèn đi chơi Trung Thu rất là vui luôn đó Phước Hưng. Biết ngay mà, chúng ta đã đến ngày Trung Thu rồi đúng không nào? Đúng rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm một món nhân dịp ngày Trung Thu đi. Một ý rất là hay. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta phải gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nha. Đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đưa tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị thân mến, và trong tuần vừa qua thì Hồng Thanh cũng đã nhận được rất là nhiều thư của khán giả gửi về. Và bây giờ Hồng Thanh sẽ đọc một lá thư cho Phước Hưng cũng như là quý vị khán giả nghe nha. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, tôi tên là Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp Tết Trung Thu thì tôi muốn làm một món ăn dành tặng cho cả gia đình của mình và đặc biệt là dành tặng cho các bé nhỏ ở trong nhà. Nhưng điểm đặc biệt ở đây đó là tôi muốn làm một món ăn chay để cả nhà có thể thưởng thức một món chay trong ngày rằm. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hãy giúp tôi thực hiện cái yêu cầu này nha. Đây có vẻ là một cái yêu cầu nó hơi khó đây Phước Hưng nha. Không biết là đầu bếp Phước Hưng đã nghĩ ra cái sáng kiến gì chưa ha? Không khó đâu. Và nhân dịp Trung Thu, Phước Hưng thay mặt cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn đến cho tất cả quý vị khán giả một món ăn chay có tên gọi là vịt quay Bắc Kinh chay. Và để chuẩn bị cho món vịt quay Bắc Kinh chay thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 2 miếng đậu hũ chiên cắt đôi theo chiều dọc, tàu hũ kia ngâm mềm, nấm đông cô tươi, nấm kim châm, nấm đùi gà, bột ngũ vị hương, bột năng, rượu mai quế lộ, mật ong, màu dầu điều, dầu hào, gừng băm, hành bo rô phi, sốt xá xíu chay và nửa chén nước lã. Các loại gia vị thông thường đặc biệt là hạt nêm, aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Bây giờ thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ pha cái phần sốt để mà chúng ta ướp cái phần đậu hũ này. Đầu tiên thì quý vị chuẩn bị nửa chén nước lã cho 1 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 2 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen, cho vào đây một ít tiêu cho nó thơm nè, và khoảng 1 muỗng cà phê gừng băm, 1 muỗng canh hành bo rô phi thơm, 1 muỗng canh rượu mai quế lộ, 1 muỗng canh mật ong, 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Bây giờ thì Hưng sẽ trộn đều cái phần sốt này lên. Tiếp theo, để tiết kiệm thời gian thì Phước Hưng sẽ bắt một cái chảo để mà Phước Hưng áp chảo cái phần nấm này. Hưng sẽ cho hết cái tàu hũ chiên này vào cái phần nước sốt. Khi làm món ăn này chúng ta nên ướp đậu hũ trước với nước sốt để đậu hũ thật là thấm gia vị. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ mà đầu bếp Phước Hưng đã chia sẻ với tất cả chúng ta. Đó là quý vị hãy ướp những cái miếng đậu hũ chiên này vào nước sốt để miếng đậu hũ của chúng ta thật là thấm gia vị quý vị nha. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị đến cái công đoạn là chúng ta sẽ áp chảo cái phần nấm này. Đầu tiên thì Hưng sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Cho vào đây là 1 muỗng canh hành bo rô phi và Hưng sẽ cho hết cái phần nấm vào đây. Kế tiếp đó thì Hưng sẽ tận dụng cái nước sốt mà của chúng ta ướp đậu hũ là 2 muỗng canh. Mà Hưng ơi, Hồng Thanh có một câu hỏi là vì sao mà chúng ta lại phải thực hiện cái phần áp chảo phần nấm này vậy Hưng? Chúng ta nên áp chảo nấm trước để nấm có độ dai nhưng vẫn giữ được độ ngọt, nhưng đặc biệt là cho nấm bớt nước nữa. Đây là một mẹo nhỏ nhỏ mà đầu bếp Phước Hưng vừa mới chia sẻ với tất cả chúng ta. Đó là chúng ta sẽ áp chảo nấm để nấm giữ được độ dai, độ ngọt và đặc biệt là sẽ không có bị ra nước. Tới cái công đoạn cuốn thì nó hơi khá cầu kỳ nên quý vị hãy lưu ý điều này. Đầu tiên thì Phước Hưng sẽ cho một miếng tàu hũ kia mà chúng ta đã ngâm mềm lên trên tấm thớt để mà chúng ta cuốn. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ dùng bột năng phết lên trên mặt tàu hũ kia một lớp mỏng. Khi mà chúng ta đã phết bột năng rồi thì quý vị hãy lấy một cái miếng tàu hũ mà chúng ta đã ngâm với nước sốt lúc ban đầu. Quý vị nên nhớ chúng ta sẽ đưa mặt vàng xuống dưới. Bây giờ thì Hưng sẽ cho nấm lên đây. Sau khi mà quý vị đã cho nấm vào tàu hũ rồi thì tiếp theo quý vị hãy lấy thêm một miếng tàu hũ chúng ta sẽ đặt lên trên. Bây giờ gói lại. Mình sẽ phết một tí bột năng để cho cái mép của cái miếng tàu hũ kia này dính lại hả Hưng? Đúng rồi. Rồi bây giờ Hưng sẽ để sang bên đây. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ tạo màu cho cái món vịt quay này. Hưng sẽ dùng màu dầu điều chúng ta sẽ phết lên trên mặt. Tiếp theo thì Phước Hưng sẽ bắt một cái chảo để mà chúng ta áp chảo cái phần vịt quay này. Phước Hưng sẽ cho vào chảo là 2 muỗng canh dầu ăn. Hưng sẽ cho cái miếng vịt quay của chúng ta vào áp chảo. Khi mà quý vị cho vịt quay vào rồi thì quý vị áp, khi nào mà hai mặt của tàu hũ kia của chúng ta đã vàng giòn thì chúng ta có thể đem ra ngoài. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì với lại phần vịt quay này Phước Hưng ha? Tiếp theo thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả chúng ta sẽ làm cái phần nước sốt ăn kèm với món ăn này. Bây giờ chảo đã nóng, Hưng sẽ cho vào 3 muỗng canh nước lã. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh sốt xá xíu chay, 1 muỗng cà phê dầu hào chay. Rồi chúng ta sẽ trộn tất cả lên đúng không Phước Hưng? Đúng rồi. Rồi bây giờ thì Hưng sẽ đưa cái dịch này vào đây.
Cuối cùng thì Hưng sẽ chan nước sốt lên nha. Rồi, vậy là món ăn của chúng ta đến đây đã hoàn tất. Bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng hãy mau mau cho Hồng Thanh nếm thử xem là món vịt quay Bắc Kinh chay này như thế nào. Có ngay đây. Rồi, mời Hồng Thanh. Xin cảm ơn Phước Hưng. Quý vị biết không, món ăn này khi mà cắn vào á thì cái phần da bên ngoài vẫn giữ được cái độ giòn rụm rất là ngon, mà cái phần nhân ở bên trong á thì đậu hũ mềm, các nguyên liệu thì kết dính với nhau không hề rời rạc một chút xíu nào hết, và đặc biệt là nước sốt kết hợp với các nguyên liệu vị rất là vừa ăn, đặc biệt là giữ được cái mùi hương vị thơm đặc trưng của món vịt quay Bắc Kinh. Hồng Thanh tin chắc đây sẽ là một món rất là ngon để quý vị khán giả có thể chiêu đãi cả gia đình của mình. Hy vọng rằng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ như một người bạn thân thiết để giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị có liên quan đến việc bếp núc. Hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số điện thoại 0838237557. Cũng còn một cách khác là quý vị hãy truy cập vào trang web của chương trình ở địa chỉ www.mongonmoingay.com, hoặc quý vị cũng có thể tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đi đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.